Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xử lý cái lỗi và lỗi của con máy Epson L110 và L210 rồi nha. Lỗi mới nhất bây giờ đó nha. Lỗi báo đèn nguồn chớp với lại hai đèn đỏ chớp luôn nha mọi người. Giờ chúng ta gắn cái bộ bơm vô trước nha. Mấy cái dầu này thì nó hay báo lỗi cơ lắm nha mọi người. Khi nó báo lỗi cơ đó là đèn nguồn nó chớp luôn nha. Đèn nguồn nó chớp, hai đèn đỏ nó chớp luôn. Bây giờ chúng ta gắn cái bộ bơm vô trước nha. Ta gắn cái bộ bơm vô trước. Mấy cái dầu này mới giờ nó hay lỗi cơ lắm nha mọi người, cơ nó rất là yếu nên nó hay bị lỗi. Và sau khi hóng thì chúng ta bỏ cái bộ này nha mọi người. Cái bộ này nó hay làm liệt cơ nè, chúng ta thay cái bộ này, chúng ta bỏ cái bộ mới này. Xin bộ máy rất là khó chịu. Rồi. Khi chúng ta gắn cái bộ đó vào thì chúng ta tiếp tục gắn cái bộ đi qua.
từ cẩn thận thôi. Chúng ta cho cái bánh này vô. Chúng ta kéo này vô ra rồi nha. Kéo cho nó giữ nó trước. Này nó có lò xo nha. Cho để nó chịu lực nha mọi người, nó chịu để nó đàn hồi cái Yakuza. Sau khi gắn thì chúng ta gắn ra một phần. Đây là loại thức phim nha mọi người. Cái phim này mọi người lường luôn con mắt đạt không? Người lường luôn mắt đạt không? Nó thấy cái chân này. Để mắt tổng biến nha. Có kịp chưa? Rồi bây giờ chúng ta mắt vào đi. Rồi chúng ta đã gắn cái này sang cái cụm cái bây giờ nha. Nó lắng thì chúng ta quay ra thế nó chạy chạy ra cái kia. Rồi nó còn một cái ốc nhỏ xíu như này nữa là nó sẽ giữ cái cụm ra đi nè. Rồi chúng ta bỏ cái mùi giữ lá chế nha.